Cảm ơn Chúa vì tôi rất là được phước được ông mục sư tổng quan nhiệm có lời mời đến đây để cùng học lời của Chúa với lại quý ông bà chị em. Khi chúng ta học lời Chúa trong cái mùa Giáng sinh này, chủ đề của chúng ta là sự sáng thật. Và câu kinh thánh mà tôi và quý ông bà chị em vừa xem ở trong Tin Lành Giăng đoạn 1 câu số 9 Sự sáng này là sự sáng thật khi đến thế gian để soi sáng mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ đọc câu kinh thánh này, nhưng mà không nói mọi người, nhưng mà sự sáng này là sự sáng thật khi đến thế gian soi sáng cho anh, cho chị, cho cô, cho người kế bên của chúng ta. Amen. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu. 2 3. Sự sáng này là sự sáng thật khi đến thế gian soi sáng cho anh, cho chị, cho cô, cho tất cả mọi người trong chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì Kinh Thánh nói rằng sự sáng này là sự sáng thật, thì chắc chắn rằng có sự sáng giả, cho nên Kinh Thánh mới giới thiệu cho chúng ta có sự sáng thật. Đúng không quý vị? Nhưng mà quý vị có tin chắc rằng sự sáng thật không? Và sự sáng thật này như thế nào? Quý vị amen rồi, giờ quý vị làm thế vậy? Khi mà Chúa xác nhận cho chúng ta có sự sáng thật thì có sự sáng giả, đúng không quý vị? Và khi chúng ta là những người sống giữa trần gian này, nếu chúng ta không có cái sự sáng thật thì làm sao biết được sự sáng giả? Cho nên những người mà còn ngồi ở tại nơi đây đã tiếp nhận sự sáng thật, đúng không quý vị? Và khi tôi và Nguyễn Mạnh chị em là những người bắt đầu tiếp nhận sự sáng thật rồi thì mình mới thấy cái đồ giả. Và khi mà mình đã nhận được cái đồ thật rồi thì mình thấy cái đồ giả nó là vứt đi, đúng không ạ? Như vậy thì sự sáng thật là như thế nào? Có chắc rằng sự sáng thật không? Đây cũng là điều mà tôi và quý ông bạn chị em cần phải xem xét coi Chúa nói sự sáng thật thì sự sáng thật là như thế nào. Sự sáng thật đó là một cái sự sáng có sự bắt đầu và có sự kết thúc. Không ai amen hết. Quý vị có tin rằng sự sáng thật đó có sự bắt đầu không? Bây giờ chúng ta cùng nhau mở ra trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1. Câu 3 và câu 4. Đức Chúa Trời phán rằng phải có sự sáng thật thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy sự sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tội. Chúng ta cùng đọc chung với nhau hai câu kinh thánh này, bắt đầu. Đức Chúa Trời phán rằng phải có sự sáng thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy sự sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tội. Như vậy thì quý vị sẽ thấy ngay từ lúc khởi đầu, chưa có bất cứ cái điều gì được tạo dựng nên thì Đức Chúa Trời tạo dựng nên sự sáng. Đó là sự sáng của sự bắt đầu đó quý vị. Amen. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài thấy cái sự sáng như thế nào Tốt lành, đúng không quý vị? Cho nên từ khi Đức Chúa Trời Ngài thấy sự sáng là tốt lành thì Ngài phân sự sáng ra cùng tội. Amen. Cho nên nếu Đức Chúa Trời biết được rằng cái sự sáng là tốt thì Ngài muốn cái sự tối á nó phải ra khỏi cuộc đời của chúng ta, thì cái sự sáng nó mới trở thành là sự sáng thật ở trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Còn cái những người mà sự sáng không sáng mà tối không tối đó quý vị, lúc thì sáng lúc thì tối á, thì nó u ám cho cuộc đời, thì đó là trách nhiệm của quý vị. Có nhiều người đi theo Chúa vẫn u ám như thường, đúng không ạ? Tại sao? Vì họ không có phân sáng ra cùng tội, đúng không quý vị? Cho nên trong Tin Lành Giăng, trong Giăng nhất đoạn 1 câu 5 chép như thế này:
Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe từ nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Nếu tôi và quý ông bà chị em đã tiếp nhận sự sáng rồi thì nói rằng ở Ngài không có sự tối tăm. Amen. Ở trong Đức Chúa Trời không có sự tối tăm. Amen. Và ngay hôm nay tôi và quý ông bà chị em phải xác quyết rằng tôi ở trong Đức Chúa Trời thì không có sự tối tăm ở trên cuộc đời của tôi. Dạ, yeah, hãy quay qua người bên trái, người bên phải, nói rằng nếu ở trong Đức Chúa Trời thì không có sự tối tăm. Amen. Dạ, yeah. Quý vị thấy cái điều đặc biệt không ạ? À? Sự sáng á, sự sáng thật thì nó phải soi trong tối tăm, mà tối tăm á thì không hề nhận lấy sự sáng. Tôi nói vậy như vậy là quý vị biết sao không? Tôi được dạy từ cái câu này nè. Tôi được Chúa dạy mà tôi phải cảm ơn Chúa. Tại sao? Bởi vì nếu chúng ta còn chứa chấp cái sự tối tăm trong cuộc đời của chúng ta đó thì chúng ta sẽ không bao giờ nhận được sự sáng thật đâu quý vị. Dạ. Cho nên mỗi cuộc đời của chúng ta hãy xem xét lại cuộc đời của mình. Và tôi cũng đang xem lại cái micro này. Sao mà nó... Dạ. Cho nên tôi và quý bà chị em, khi chúng ta tiếp nhận sự sáng thật, sự sáng thật là sự sáng của cái sự khởi đầu và sự sáng của sự kết thúc. Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài thì không có sự tối tăm đâu. Cho nên bây giờ Chúa nói rằng sự sáng là tốt lành, thì Ngài phân sự sáng ra cùng tối, thì con cái của Chúa phải bước đi trong sự sáng. Và nếu tôi và quý bà chị em còn chứa chấp cái sự tối tăm trong cuộc đời thì tôi và quý bà chị em sẽ không bao giờ tiếp nhận được sự sáng thật. Và mong rằng buổi tối hôm nay tôi và quý bà chị em sẽ trở nên là người tiếp nhận sự sáng thật trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Và khi sự sáng thật đến á, quý vị biết điều gì không ạ? Khi sự sáng thật đến trên cuộc đời của chúng ta thì chúng ta mới biết được con người thật của chính mình. Đúng không quý vị? Nếu quý vị là người không có sự sáng thật thì quý vị sẽ bắt đầu nghi ngờ. Quý vị sẽ biết được rằng mình bị lừa dối, bị sự dối trá bởi thế gian này. Khi chúng ta là những người biết sự sáng thật và có sự sáng thật rồi đó thì mình mới biết con người thật của mình. Quý vị ơi, quý vị biết con người thật của mình chưa? Dạ, đây chính là điều quan trọng nè. Khi thế gian này họ không biết con người từ đâu ra, họ bắt đầu đưa ra một cái thuyết được gọi là thuyết tiến hóa đó quý vị. Đúng không ạ? Và khi cái thuyết tiến hóa này nó đã được đem vào trường học, nó dạy, nó nói mình con người là do con khỉ tiến hóa lên. Lâu lâu thấy có cái người mà râu nhiều, hay là tự nhiên có cái đám mà lông hay là gì đó, nói này sao mà tiến hóa chậm quá, hoặc là tiến hóa chưa có hoàn tất. Vậy thì gặp tổ phụ ở đâu? Vô sở thú là gặp tổ phụ ngay thôi. Dạ. Cho nên là chúng ta bị lừa nhiều rồi đúng không? Dạ. Bây giờ khi chúng ta biết Đức Chúa Trời là sự sáng thật thì chúng ta biết con người thật của chính mình. Đó là do Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng nên chúng ta. Amen. Ai nói gì nói chuyện đó chuyện của họ. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời Ngài lấy bụi đất nắng hình người, hà sanh khí trở thành một loài sanh linh, và chúng ta được ra từ Đức Chúa Trời. Amen. Như vậy thì quý vị còn có bị lừa dối nữa không ạ? Dạ, chúng ta biết con người thật của mình. Dạ. Chúng ta biết rằng chính chúng ta do Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng nên, gồm có linh, hồn và xác. Đúng không quý vị? Dạ, cho nên tôi và quý bà chị em, linh để thờ phượng Đức Chúa Trời, hồn để chúng ta bày tỏ cảm xúc giữa chúng ta và con người, và con người với con người, và thân xác này đó là phương tiện, nhưng mà Kinh Thánh ghi lại là mỗi thân xác của chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh. Amen. Dạ, yeah, đó là điều mà tôi và quý ông bà chị em thấy được rằng mình con người thật có giá trị. Dạ, yeah. Nếu mình biết được rằng con người thật của mình thì mình mới thấy có cái sự giá trị. Quý vị thấy có những người họ không biết được rằng con người thật của mình là như thế nào. Họ xem như con người này nó không có giá trị. Và chính cái điều đó họ sẽ
làm những cái điều họ muốn, chứ không phải làm theo Đức Chúa Trời muốn. Và cái giá trị mỗi ngày càng thấy tệ, cho đến khi cái em hồi nãy em gì đó soi vào gương thì thấy càng ngày thấy càng tệ rồi, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị sẽ thấy, từ khi từ bỏ những cái sự tối tăm gian ác ở trong cuộc đời của chính mình và đến với Đức Chúa Trời, mới nhận biết rằng con người thật của chính mình là sao. Học đàn một tháng để hát ca ngợi Đức Chúa Trời. Quý vị thấy ngày xưa chửi thề, bây giờ dùng môi miệng để ca ngợi Đức Chúa Trời. Đó là điều tuyệt vời. Amen. Hallelujah. Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài sẽ giúp đỡ cho tôi và quý bà chị em nhìn thấy cái sự sáng thật trên cuộc đời của chúng ta và biết được con người thật của chính mình. Amen. Như vậy thì con người thật cần cái gì? Nhiều khi con người thật không biết mình cần cái gì, cho nên là đôi khi tôi và quý ông bà chị em không biết là mình cần cái gì, đúng không ạ? Cho nên hôm nay tôi và quý ông bà chị em biết được rằng Đức Chúa Trời là sự sáng thật, và ngay từ ban đầu, ngay từ bắt đầu, Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng nên sự sáng. Cho nên tôi và quý ông bà chị em khởi đầu cho cuộc đời ở trong Chúa, chúng ta phải tiếp nhận sự sáng. Amen. Và chúng ta biết rằng khi có sự sáng thì phải phân ra cùng tôi. Amen. Đó là điều mà tôi và quý ông bà chị em biết được rằng sự sáng thật sẽ soi rọi và để cho chúng ta biết được con người thật. Và khi con người thật, chúng ta cần điều gì thì đây là điều quan trọng nè. Amen. Yeah. Bây giờ tôi và quý ông bà chị em cùng xem ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 6 để xem con người thật của chúng ta cần cái điều gì. Amen. Dạ, yeah, chúng ta cùng nhau đọc sau kinh cầu kinh thánh Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 6. Bắt đầu. Đức Chúa Giêsu phán rằng ta là đường đi. Lâu quá. Dạ, yeah. Vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Chúng ta đọc chung với nhau mà cho nó đồng bộ nha quý vị. Bắt đầu 2, 3. Vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Amen. Như vậy thì sự sáng thật soi cho con người thật của chúng ta, để chúng ta biết rằng mình ra từ Đức Chúa Trời, mình được Đức Chúa Trời tạo dựng nên, và chúng ta phải đi về cùng cha chứ. Amen. Đúng không ạ? Dạ. Đó là nhu cầu của con người thật của chúng ta. Nếu quý vị là người không biết sự sáng thật thì quý vị bị lừa dối, Satan nó lừa dối, phạm tội, cho đến một ngày chúng ta không đi về cùng cha được, mà chúng ta đi đâu ạ? Đi xuống địa ngục, đúng không ạ? Dạ, cho nên Chúa muốn tôi và quý ông bà chị em phải nhận biết Chúa là sự sáng thật và biết con người thật của chúng ta cần điều gì. Chúng ta có cần để về nhà cha không? Ai cần đi về nhà Đức Chúa Trời? Xin giơ tay lên. Tôi không dám nói về được nhà Đức Chúa Trời ngay bây giờ. Dạ, cho nên chúng ta biết được rằng khi chúng ta đi về nhà cha thì phải có đường đi chứ, đúng không? Dạ, khi người ta làm một con đường, quý vị biết làm gì không ạ? Để đi đến một cái điểm đến nào đó. Khi tôi đi về đây từ nhà tôi biết rằng tôi sẽ đi về nhà tôi, thì tôi phải đi con đường nào chứ, đúng không ạ? Như vậy thì tôi và quý ông bà chị em ra từ Đức Chúa Trời, sống trên đất này, thờ phượng Đức Chúa Trời, làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời trên đất này, cho đến một ngày chúng ta phải về nhà cha của chúng ta. Amen. Nhưng mà lỡ lạc đường thì sao? Đó là vấn đề đó. Có không quý vị? Dạ. Khi tôi và quý ông bà chị em biết mình là tiếp nhận sự sáng thật, biết được con người thật của chính mình, thì trên con đường đó không có sư tử, không có rắn hổ mang. Trong Ê-sai 35 nói về điều này. Để chúng ta đi trên con đường mà Chúa Ngài đã đưa chúng ta đi về nhà cha, đó là điều phước hạnh trên đời sống của tôi và quý ông bà chị em. Ai trong chúng ta đã từng đi lạc rồi ạ? Dạ. Đi lạc mà quý vị cảm thấy như thế nào? Nó khó chịu vô cùng, đúng không ạ? Khổ sở vô cùng, rồi sau đó thì còn lại tốn xăng nữa.
Bây giờ thì quý vị còn chạy xe gắn máy đồ nha, xe hơi đồ nha. Chứ hồi xưa đi xe đạp mà đi lạc một cái rồi thì quý vị sẽ thấy nó đau khổ. Đã vậy nếu đi bộ nó còn lạc hơn nữa, nó lạc còn tệ hơn nữa, đúng không quý vị? Cho nên tôi và quý bà chị em, chúng ta đi về nhà cha. Chúa Giêsu đã sẵn dành cho tôi và ông bà chị em một con đường. Con đường đó mang tên là Giêsu. Amen. Dạ. Cho nên tôi và quý bà chị em thấy được rằng mình thật là được phước khi chúng ta không bị lừa dối bởi thế gian, và chúng ta cũng không bị lạc đường. Amen. Dạ. Khi Chúa Giêsu Ngài giới thiệu Ngài là đường đi đó, thì đường đi cũng là đạo và cũng là lời, đúng không quý vị? Dạ. Khi mà quý vị muốn đi trên con đường đó mà quý vị không có biết rằng mình sẽ đi đâu á, thì chính chúng ta phải hỏi chứ. Đó là chúng ta cần phải có lời để hỏi, và người ta chỉ cho mình. Đó là người ta chỉ cho chúng ta để đi đến cái mục tiêu, cái mục đích, cái đích đến mà chúng ta muốn đến, đúng không quý vị? Cho nên tôi và quý bà chị em, chúng ta có đạo, có nghĩa là có đường đi, có lời để chỉ dẫn, để chúng ta sẽ không có bị lạc. Trong Châm Ngôn đoạn 4 câu 2, vì ta ban cho các con một đạo lý tốt lành, chớ lìa bỏ lời dạy dỗ của ta. Đó là con đường để giúp đỡ cho tôi và quý ông bà chị em đi về nhà cha. Có một điều tôi và quý ông bà chị em cần phải suy gẫm. Đó là khi con người ta không biết đường thì người ta đi lạc. Nhưng mà trong Kinh Thánh có hai nhân vật ở trong nhà cha mà bị lạc. Quý vị có nhớ cái câu chuyện Kinh Thánh không ạ? Đó là Luca 15, đúng không ạ? Người con trai hoang đàn đó quý vị. Dạ. Người con út sau khi lớn lên đòi chia gia tài. Người cha bắt đầu chia gia tài cho đứa con. Sau khi đứa con nhận được cái lượng gia tài từ cha rồi đó, thì đứa con bắt đầu làm gì ạ? Bắt đầu đi rong ruổi vui chơi ở trong thế gian này, cho đến một ngày tiền bạc hết và nó đói, thì nó không biết làm gì, nó đi chăn heo và xin cái thức ăn để cho heo ăn đó, để mà no lòng á, người ta cũng không cho nữa. Thì lúc đó nó mới tỉnh ngộ, nó mới về, thì cha đón ở đằng xa, đúng không quý vị? Dạ. Cho nên tôi và quý ông bà chị em, đôi khi chúng ta là những người đi theo Chúa, chúng ta đôi khi chính chúng ta lại là người phải bị lạc đường ở trong chính căn nhà của mình. Đây là một điều tệ hại. Là vì sao? Quý vị chưa được huấn luyện trang bị mà đòi cha chia củ cải, thì quý vị không biết được rằng mình phải xử lý như thế nào để bảo toàn cái củ cải đến từ thiên đàng trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Nhưng có một đứa con cả ở trong nhà cũng làm việc quanh năm suốt tháng như vậy đó, nhưng mà khi đi ngoài đồng về nghe hát karaoke rần rần vậy đó. Một số bố nghe nói, ủa sao karaoke chỗ này nữa? Thì đứa con cả nói, ở nhà mình có chuyện gì mà vui vậy? Dạ. Thì mấy gia nhân mới nói rằng, cậu Út á, bữa nay đi về, cho nên là ông chủ mới làm tiệc đãi. Xong con cả giận, nói rằng, tôi á, ở trong nhà cha đó, làm việc quanh năm, xin một con chiên để xin một con xin một con dê, con chiên gì đó để đãi bạn bè mà cũng không được nữa. Mà thằng này nó đi quan đàn mà bây giờ về cha đãi bò mập để ăn mừng. Thì cha nói vậy nè, cha ơi, xin lỗi, người cha nói rằng, con ơi,
Con ở cùng cha luôn luôn. Hết thảy của cha là của con. Điều này là điều gì? Đôi khi chính chúng ta là những người đi lạc ở trong nhà cha. Chúa nói rằng con ở cùng cha luôn luôn. Đúng quý vị, thì hết thảy của con mới là của cha. Không phải hết thảy của cha là của con. Quý vị vậy cũng còn. Dạ. Khi tôi và quý ông bà anh chị em ở trong nhà Chúa luôn luôn đó, thì hết thảy của cha mới là của con. Cho nên là Chúa nói rằng sự sáng là tốt lành, cho nên Ngài phân sự sáng ra cùng tôi. Đúng không quý vị? Hôm nay quý vị vô nhà thờ, nhưng ngày mai quý vị lại đi những cái nơi mà Đức Chúa Trời không cho phép. Thì điều đó là cái điều mà quý vị chưa có tiếp nhận sự sáng thật. Đúng không ạ? Đó là cách chúng ta lạc ở trong nhà cha của mình đó quý vị. Đúng không quý vị? Dạ, cho nên tôi và quý ông bà chị em hãy cẩn thận trên đời sống của chính mình. Là người bước đi với Chúa, chúng ta cần phải bước đi trên con đường để đến mục đích cuối cùng, đó là nhà cha. Mục đích cuối của con đường đó là dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Như vậy thì quý vị ơi, trên trần gian này có hai điểm đến để con người, đúng không quý vị? Và Trịnh Công Sơn thì viết bài hát đó là một cõi đi về, nhưng mà ở trong Chúa chúng ta nó là hai cõi để đi về. Một là thiên đàng, hai là địa ngục. Tại vì nó không biết thiên đàng cho nên nó viết chỉ có một cõi thôi, đúng không ạ? Dạ, cho nên chúng ta tin Chúa chúng ta mới biết rằng cái cõi đi về của chúng ta là đâu ạ? Dạ, quý vị hay thiệt chứ. Cho nên nếu tôi và quý ông bà chị em là người đã tiếp nhận cứu Chúa Giêsu, Ngài đã mở cho chúng ta một con đường để chính chúng ta đi trên con đường đó không bị lầm lạc nữa nha quý vị. Amen. Và mong rằng hôm nay tôi biết quý vị và quý vị biết tôi, cho đến một ngày khi chúng ta đặt chân vào trong thiên đàng đó quý vị, thì chúng ta gặp lại nhau. Có mấy người amen, còn mấy người kia thì sao? Dạ. Dạ, tin chắc một điều rằng chúng ta sẽ gặp nhau, amen. Dạ, cho nên đừng có giống như Trịnh Công Sơn, có một cõi đi về là không còn cái cõi thứ hai. Còn chúng ta khi bước vào trong Chúa Giêsu có một con đường mới ngang qua sát Ngài để chúng ta đi về nhà cha. Amen. Bỏ cái cõi đi về kia đi. Amen. Dạ. Ở trong trần gian này tôi nghe cái câu nói là đường nào cũng về La Mã. Quý vị có nghe câu này không ạ? Dạ, cái câu này nghe thì nó nói là bây giờ mình đi tin đạo nào cũng được hết chứ. Tại vì mọi đạo có nghĩa là con đường, đúng không ạ? Mọi con đường đều về đâu ạ? La Mã. Cho nên là ai tin cái điều đó thì mặc cho họ, để cho họ về La Mã đi. Còn mình thì mình về thiên đàng, amen. Dạ, tôi chắc chứ là quý ông bà chị em, người ta la xong rồi ta xuống mồ mã, ta gọi là đường về La Mã. Còn chúng ta la nhưng mà về thiên đàng. Quý vị có la không? Dạ, nãy giờ la ôm sùm rồi đó. Dạ, tôi nói sao mà cái nhóm tin lành này mà sao cái gì cứ hở nó la rần lên, mà đã vậy la chưa đã còn bắt những cái âm thanh bự 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 lên để la cho đã đi, để xong rồi về thiên đàng chứ. Amen. Dạ, người ta la xong ta xuống mồ mã, nhưng chúng ta la xong rồi. Amen. Đó là cái điều phước hạnh trên đời sống của tôi và quý ông bà chị em. Ngài giới thiệu cho tôi và quý ông bà chị em con đường về thiên đàng. Ngài cũng giới thiệu cho tôi và quý ông bà chị em. Chúa nói sao? Ta là lẽ thật, ta là chân lý. Đúng không quý vị? Dạ. Như vậy thì chân lý là gì mà Chúa Ngài giới thiệu? Chúa nói rằng đương khi trời đất chưa qua đi thì một chấm một nét trong lời của ta không có qua đi. Có nghĩa là nó sẽ không bao giờ thay đổi. Đó là chân lý. Amen. Ta là đường đi, là lẽ thật, mà lẽ thật là chân lý. Mà chân lý là gì? Chân lý đó là không có sự thay đổi ở trong đó. Đúng không quý vị? Dạ.
Cho nên là tôi và quý ông bà chị em là người đã bắt gặp được chân lý rồi. Chính chúng ta sẽ biết được rằng cái chân lý đó là cái điều không thay đổi ở trên cuộc sống, trên cuộc đời của chúng ta. Khi mà Phật Thích Ca sau khi nhìn qua sông cửa, thấy mọi thứ vạn vật đều thay đổi. Đó là gì? Sanh, lão, bệnh, tử, vòng vòng cứ nhiều đó, cứ thay đổi hoài, đúng không ạ? Rồi đời này qua đời khác, và thế là ông phải dứt bỏ cái áo thái tử để chi ạ? Ông đi tìm chân lý, đúng không quý vị? Dạ, tìm được không? Dạ, ông đi tìm riết rồi đến một cái cây kia, đó là cây bồ đề, đúng không ạ? Ngồi tại nơi đó, rồi có đệ tử lại hỏi thầy, thầy tìm được chân lý chưa? Chưa. Xong rồi cái tay chỉ lên, ta không phải là chân lý, ta vẫn là đi tìm chân lý thôi, đúng không quý vị? Dạ. Cho nên quý vị hồi nãy xem những cái hoạt cảnh, đúng không ạ? Chân lý đã đến tận ở đâu? Những cái người chăn chiên ngoài đồng, đúng không ạ? Một giai cấp thấp hèn nhất. Rồi chúng ta cũng xem cái hoạt cảnh đó là những cái bác sĩ ở Đông Phương, đúng không quý vị? Dạ. Sau khi các bác sĩ ở Đông Phương đi tìm chân lý, có gặp không quý vị? Dạ, có gặp. Chúa Giêsu trong trong sách Hebrew đoạn 13 câu 8 nói rằng Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Đó là chân lý đó quý vị, đúng không ạ? Như vậy thì quý vị đã tiếp nhận Chúa Giêsu chưa? Đã tiếp nhận Chúa Giêsu có nghĩa là quý vị đã tiếp nhận chân lý rồi. Ngài có thay đổi trên cuộc đời của chúng ta không? Đó là điểm đặc biệt đó quý vị. Nếu mà Chúa Giêsu hôm qua Ngài nói vậy, ngày mai Ngài nói khác nữa, thì quý vị sẽ tin vào ai? Đúng không ạ? Cho nên Chúa muốn tôi và quý ông bà chị em đi theo Chúa. Khi chúng ta bắt gặp được hay là tìm gặp được chân lý rồi, thì chúng ta biết được rằng không cần phải đi qua Israel để tìm chân lý, mà chân lý đến tận nơi đây với chúng ta. Amen. Dạ. Trong Malachi đoạn 3 câu 6, vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi, bởi cớ đó các ngươi là con trai Gia-cốp chẳng bị diệt vong. Khi Ngài hứa rằng Ngài không thay đổi thì các con trai Gia-cốp sẽ chẳng bao giờ diệt vong, đúng không quý vị? Và Gia-cốp sau khi vật lộn với Đức Chúa Trời, nó là đồng đẳng với Chúa đó, thì Chúa đổi tên là Israel. Gia-cốp là kẻ nắm gót, nhưng mà Israel là giống hệt Đức Chúa Trời. Từ khi chúng ta còn ở trong thế gian, chúng ta xấu xa như vậy đó quý vị. Ai leo lên là chúng ta nắm gót giật xuống không cho ai leo lên, chính mình phải là người ở trên. Dạ. Nhưng mà khi gặp được Chúa rồi, Ngài biến đổi chúng ta trở nên là người giống hệt Đức Chúa Trời. Dạ. Cho nên chính điều đó giúp đỡ cho tôi và quý ông bà chị em, khi chúng ta bắt gặp được chân lý rồi thì chính chúng ta phải xác nhận và bước đi. Amen. Dạ. Khi mà tôi và quý ông bà chị em chúng ta đã bắt gặp được chân lý, có nghĩa là không thay đổi. Đức Chúa Trời Ngài không có thay đổi để cho phù hợp với xã hội loài người đâu quý vị. Ngày hôm nay người ta, tất cả những cái tôn giáo thì họ có cái sự thay đổi để cho nó phù hợp với lại con loài người. Tại vì hòa đồng tôn giáo rồi. Hồi xưa không cho đốt nhang, giờ đốt hương. Quý vị nghe kịp điều này không ạ? Dạ, hồi xưa không cho đốt nhang, giờ cho đốt hương. Dạ. Người ta bắt đầu hạ thấp cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời để làm chi? Để phù hợp với loài người. Nhưng mà chân lý thì không thay đổi. Khi tôi và quý ông bà chị em vào trong một hội thánh nào mà chúng ta thấy được rằng chúng ta sống dựa trên nền tảng là lời của Đức Chúa Trời, đó là hội thánh bước đi trong chân lý đó quý vị, trong lẽ thật đó. Còn nói ôi thôi thế này thế kia để cho nó phù hợp hòa đồng tôn giáo rồi
thì quý vị sẽ thấy được rằng nơi đó có sự lộn lạo ở chỗ đó đó. Dạ. Không thay đổi để giảm giá trị tuyệt đối. Lời của Chúa là giá trị tuyệt đối cho tôi và quý ông bà anh chị em. Dạ. Chân lý không cần phải qua sứ thánh để tìm kiếm, mà chính Chúa Giêsu là chân lý, Ngài đến trên từng cuộc đời của chúng ta. Amen. Dạ, chúng ta không cần phải qua sứ thánh hay là phải ngồi dưới gốc bồ đề hay là như thế nào đó để tìm chân lý, nhưng mà chân lý đến tận cuộc đời của chúng ta. Chân lý không phải để đi tìm kiếm, mà chân lý chỉ tin mà thôi. Amen. Dạ, khi chúng ta tin thì lời của Chúa hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không thay đổi. Ngài hứa rằng Ngài tha thứ cho chúng ta thì Ngài tha thứ cho chúng ta. Quá khứ Ngài tha thứ, hiện tại Ngài cũng tha thứ, và tương lai Ngài cũng vẫn tha thứ cho tôi và quý ông bà chị em. Amen. Ngài có chữa lành không? Dạ, trước đây Ngài có chữa lành rồi, hiện tại Ngài cũng chữa lành và tiếp tục Ngài vẫn chữa lành. Đó là quá khứ, hiện tại và tương lai. Có nhiều người, nhiều tôn giáo nói ngày hôm nay á, là không còn có sự chữa lành đuổi quỷ nữa. Cái thời đó là thời của các sứ đồ, thời đó là thời của Chúa Giêsu thôi, chứ thời của mình là không còn. Không, Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Amen. Danh của Ngài vẫn còn y nguyên trên hội thánh, trên dân sự của Đức Chúa Trời. Amen. Dạ, yeah, đó là cách để chúng ta không bị lừa dối nữa nha quý vị. Đó là lạc mất từ trong nhà cha của mình rồi đó. Chúng ta thấy các bác sĩ sau khi đến để tìm chân lý, tìm vua mới, vua của dân Giu-đa mới sanh ra. Đây là một trong những cái điều mà tôi và quý ông bà chị em cần phải lưu ý nè. Khi mà các bác sĩ để đi tìm một vị cứu tinh đó, vị vua là vị cứu tinh đó, thì các bác sĩ nhìn thấy cái điều gì quý vị? Dạ, ngôi sao là một tạo vật do Đức Chúa Trời tạo dựng nên. Nhưng ngày đó, tháng đó, năm đó, nó sẽ phát sáng ra để cho các bác sĩ nhìn thấy. Đó là ánh sáng, nó là bên ngoài. Cũng giống như ngày hôm nay, khi chúng ta nhìn xem muôn vật, đó là tạo vật của Đức Chúa Trời, và chúng ta gọi là thiên nhiên đó quý vị. Để chúng ta mới cảm ơn Chúa và ca ngợi Chúa, và chúng ta biết được rằng có một Đức Chúa Trời lẫn tạo dựng nên, đúng không quý vị? Và cho nên là các bác sĩ này phải đi theo cái ngôi sao này để đi đến gặp hài nhi Giêsu và dân vàng, nhũ hương và một dược. Nhưng có một điều quan trọng mà tôi và quý ông bà chị em nghe ở tại nơi đây. Sau khi các bác sĩ nhìn thấy ngôi sao và đi đến để thờ lại xong rồi, thì các bác sĩ mới được nghe trong chiêm bao Chúa nói làm sao? Hãy bắt đường khác mà về. Sự sáng bên ngoài khi chúng ta tiếp nhận thì sự sáng thật sự mới ở bên trong của chúng ta. Đức Chúa Trời dùng những ngôi sao để có thể chỉ đường cho bác sĩ, nhưng cái sự nguy hiểm thì Đức Chúa Trời Ngài mách bảo cho các bác sĩ. Tôi và quý bà chị em là những người đi theo Chúa, hãy tin chắc một điều: khi chúng ta tiếp nhận sự sáng cứu Chúa trên cuộc đời của chúng ta, Ngài bắt đầu phán dạy trên cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta đối diện với sự nguy hiểm, hãy tập cách lắng nghe Chúa để chính chúng ta là những người không bị nguy hiểm giống như các bác sĩ năm xưa. Amen. Và đó là sự sáng thật dành cho tôi và quý ông bà chị em. Có khởi đầu và có kết thúc. Khởi đầu là nhìn thấy ngôi sao, nhưng kết thúc là gì? Đó là Đức Chúa Trời Ngài mách bảo trong chiêm bao. Amen. Quý vị thấy cái điều này tuyệt vời trên cuộc đời của chúng ta không ạ? Đức Chúa Trời Ngài đến nói chuyện với chúng ta, Ngài mách bảo cho chúng ta, Ngài đem cái sự chỉ dẫn cho chúng ta ra khỏi sự nguy hiểm. Amen. Dạ. Ngài giới thiệu: ta là đường đi, ta là chân lý và ta là sự sống. Trong văn nhất, xin lành văn đoạn 4 câu 9. Đoạn 1 từ câu 4 đến câu 9 thì ghi lại là trong Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người. Trong Ngài có sự sống, và sự sống là sự sáng của loài người. Đây là một yếu tố đặc biệt mà Đức Chúa Trời Ngài dành cho tôi và quý ông bà chị em.
Sự sống nó khác với lại cuộc sống nha quý vị. Cuộc sống nó đáp ứng cho xác thịt, nhưng sự sống đáp ứng cho tâm linh của chúng ta. Đúng không? Dạ. Cuộc sống thì một lát nữa chúng ta sẽ bánh mì hay là có gì đó để đáp ứng cái bụng đói, đúng không ạ? Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời, sự sáng để soi sáng thuộc linh hay là tâm linh của con người. Amen. Và đây là điều đặc biệt dành cho tôi và quý mạng chị em. Sự sống là sự sáng cho loài người. Sự sáng nó khác với ánh sáng, đúng không ạ? Ánh sáng thì nó có thể soi rọi bên ngoài, nhưng mà sự sáng nó mới soi vào trong cuộc đời của chúng ta, mới biết được con người thật của chính mình. Quý vị ơi, trong cuộc đời của chúng ta có cái chỗ nào đang ở trong sự thách không? Đây là một cái sự thách thức dành cho tôi và quý bà chị em. Sự sống là sự sáng. Chúng ta sẽ thấy rằng đời sống của tôi và quý ông bà chị em bày tỏ sự sáng, đó là ánh sáng của thiên đàng cho những người xung quanh. Hãy để vậy, đó là những kẻ mù làm người dẫn đưa. Nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù thì cả hai sẽ cùng té xuống hố. Bấy lâu nay nếu loài người của chúng ta bị lừa dối, bị kẻ mù dẫn đưa chúng ta, thì Kinh Thánh ghi lại là cả hai sẽ té xuống hố. Đó là xuống địa ngục đó quý vị. Cho nên khi tôi và quý ông bà chị em được Chúa Ngài kêu gọi và chọn lựa để chúng ta trở nên làm con trai con gái yêu dấu của Đức Chúa Trời, chính Ngài giới thiệu rằng Ngài là sự sáng, Ngài không phải là kẻ mù, đúng không ạ? Ngài là sự sáng, cho nên là Ngài dẫn chúng ta đi đến nơi sự sáng là sự sống cho tôi và quý ông bà chị em. Trước đây khi tôi và quý bạn chị em chưa biết về Chúa đó, chúng ta bị lừa dối lắm, ai nói gì cũng tin vậy, đúng không ạ? Một như tôi nhớ ngày kia khi tôi đang buôn bán mà thấy nó ế quá chừng ế chảy nước luôn á, tại tôi bán cá mà, bán cá kiển ế chảy nước luôn. Thì cái thấy cái Nico lại nói anh chị ơi, lấy cái ông địa với ông thần tài này để đây đi, đốt nhang rồi ở đây tôi cho, nhà chùa cho thôi chứ không có bán. Mình nghe vậy cái hai chồng gật đầu được, lấy đem vô để vô trong cái góc tủ đó, để đó. Nói sau nhà chùa cho không không bán, nhưng mà giờ cúng dường đi, đang ế chảy nước mà cúng dường cái nỗi gì, thôi cũng móc ít bỏ vô. Quý vị thấy không, con người ta khi không có ánh sáng dẫn lối, ai nói gì cũng nghe, đúng không quý vị? Ai đã từng làm cái điều này rồi? Ai đã từng bị cái điều này rồi? Dạ ai cũng có. Nhưng tôi và quý ông bà chị em là những người không còn có giải pháp, không còn phương hướng, không còn có cái cách nào để chúng ta có thể giải quyết được đời sống của chính mình, thì chúng ta dễ bị lừa dối lắm. Nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng ban giải pháp cho tôi và quý ông bà chị em. Amen. Dạ, trong Ngài có sự sống, và sự sống là sự sáng cho loài người. Ngày xưa khi chúng ta là những người không có biết Chúa đó, thì sao thấy tháng này xui quá. Dạ, bây giờ phải đi thầy bói coi, xem coi bị cái sao quả tạ gì mà chiếu đến nỗi mà xui dữ vậy. Dạ, thế là đi xem bói. Quý vị xem đó là cái chuyện đó bình thường, đúng không ạ? Nhưng không bình thường đâu, đó là chuyện bất thường đó quý vị. Dạ, khi chúng ta đi xem bói, đó là cách chúng ta đang trực tiếp với lại cái người điều khiển tà linh. Họ có quy quyền, họ nói tháng sau bị vậy đó, thì tà linh nó bắt đầu nó theo cái điều này, và trong tháng sau nó xử mình ngay thôi. Đó là nó đang sai một loại tà linh theo cái lời nói của quy quyền để mà nó làm y hệt như những điều quý vị nghe, quý vị tin, đúng không ạ? Nhưng khi chúng ta là những người con của Đức Chúa Trời, chúng ta có giải pháp không quý vị? Dạ,
Cho nên nếu tôi và quý bà chị em trước đây thờ hình tượng, nếu tôi và quý bà chị em trước đây xem bói, cầu cơ, đồng cốt bói khoa, thì hãy xưng ra ở trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là Ngài nói rằng sự sáng là tốt lành, cho nên Ngài sáng phải phân ra cùng tôi. Đúng không quý vị? Thì quý vị mới có cái sự sáng thật trên cuộc đời của chính mình. Amen. Và đó là cái điều mà đừng giống như các bác sĩ năm xưa, chúng ta chỉ nhìn thấy ngôi sao bên ngoài, để Đức Chúa Trời Ngài hành động trên tâm linh của chúng ta. Amen. Và đó là điều đặc biệt dành cho tôi và quý mà chị em. Sự sống là sự sáng cho tôi và quý mà chị em. Ở trong Thi Thiên 115 câu 4 đến câu 8, hình tượng chúng nó bằng bạc vàng là công việc tay người làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi, nhưng không rờ rẫm, có chân nào biết bước đi, cuốn họng nó chẳng ra tiếng nào. Phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó đều giống như nó. Đó là kẻ mù dắt kẻ mù, cả hai sẽ xuống địa ngục. Đây là thời giờ chúng ta phải nói, đúng không quý vị? Dạ, tôi không sợ để nói cái việc này đâu. Chúng ta đang live stream ở trên toàn thế giới đều biết, đúng không quý vị? Nhưng nếu chúng ta nhượng bộ để cái sự tối tăm ở trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta thấy được rằng kẻ mù sẽ dẫn kẻ mù, cả hai sẽ xuống hộ. Còn tôi và quý bà chị em, trong ngày có sự sống, và sự sống là sự sáng cho tôi và quý bà chị em. Amen. Dạ, cho nên tôi và quý bà chị em biết được rằng Đức Chúa Trời là sự sáng. Và sự sáng này là sự sáng thật đến để soi sáng cho tôi và quý bà chị em. Để chúng chi? Để chính chúng ta biết được con người thật của mình. Và con người thật của mình để chi? Để chính chúng ta biết rằng mình ra từ Đức Chúa Trời và mình phải trở về với Đức Chúa Trời. Amen. Và khi chúng ta không biết trở về như thế nào, thì Chúa Giê-xu đến, Ngài giới thiệu: ta là đường đi, ta là chân lý, ta không bao giờ thay đổi đâu, ta là sự sống, và sự sống là sự sáng để dẫn đưa các con đi về với Cha. Amen. Chúng ta cùng đọc chung với nhau câu Kinh Thánh Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 6 một lần nữa, để chúng ta xác quyết được rằng đây là nhu cầu của Cơ Đốc nhân cuối cùng là gì? Về nhà Cha. Amen. Đó là con người thật của chúng ta. Bắt đầu. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta không ai được đến cùng Cha. Amen. Hallelujah. Xin Chúa ban phước lành cho tôi và quý ông bà chị em. Chúng ta biết được con người thật của mình, thì đừng để cái sự tối tăm gì ở trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Tối hôm nay về xưng tội trước mặt Đức Chúa Trời đi. Chúa ơi, trước giờ con cũng xem bói, con thờ hình tượng, mấy cái điều này nó vẫn còn dương dấn ở trong cuộc đời của con. Loại ra. Amen. Và Chúa không cho phép, bởi vì Ngài biết rằng Ngài phân ra sự sáng ra cùng tối. Amen. Và Ngài thấy điều đó là tốt lành. Xin Chúa ban phước lành cho tôi và quý ông bà chị em. Amen.